Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực truyền thông giữa Đài Tiếng Nói Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia, đoàn công tác của Bộ Thông tin Campuchia do Bộ trưởng Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia Net Petra dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC vào chiều ngày 24 tháng 9 với vai trò là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực số hóa truyền hình tại Việt Nam. Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC khẳng định sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động hợp tác tích cực hỗ trợ Bộ Thông tin Campuchia xây dựng đồng bộ hệ thống truyền thông, đặc biệt là thúc đẩy số hóa truyền hình. Đón tiếp đoàn cấp cao Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia trong chuyến thăm lần này có Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV Vũ Hải Quang, Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Trần Đức Thành cùng lãnh đạo các phòng ban trực thuộc đơn vị. Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang khẳng định Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC là đơn vị đầu tiên được Chính phủ Việt Nam cho phép thành lập với mục tiêu thực hiện số hóa trong lĩnh vực truyền hình. Chia sẻ cụ thể hơn, Giám đốc Đài VTC Trần Đức Thành cho biết trong thời gian gần đây, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là với các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Ông Trần Đức Thành khẳng định, với tư cách là đơn vị thuộc đài VOV, đài VTC sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hợp tác tuyên truyền giữa VOV và Bộ Thông tin Campuchia. Bộ trưởng Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia, Net Phe Tra, chân thành cảm ơn ban lãnh đạo đài VTC đã chuẩn bị chu đáo cho buổi thăm của các bộ phận vận hành của đài VTC. Theo ông Net Phe Tra, Campuchia đang đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình phát thanh truyền hình truyền thống sang mô hình kỹ thuật số hướng tới năm 2025, hoàn thiện được các chương trình số hóa. Với mục tiêu này, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC sẽ là mô hình tiên tiến để đơn vị có thể học tập, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển trong tương lai. Thông qua việc trao đổi các đoàn cán bộ, chuyên gia trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác, thúc đẩy mối quan hệ gắn kết giữa hai đơn vị.